Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật bài 45 là 4 phần. Từ vựng tiếng Nhật bài 45 là 4 phần 1. Số 1 là Ajamarimasu. Ajamarimasu nghĩa là xin lỗi. Số 2 là Aimasu là gặp. Jiko ni ai mắt, Jiko ni ai mắt là gặp tai nạn. Số 3 là Shinji mắt là tin tưởng. Shinji mắt là tin tưởng. Là Yoshimasu là chuẩn bị. Yoshimasu là chuẩn bị. Kiyan Serushimasu nghĩa là hủy bỏ. Kiyan Serushimasu hủy bỏ. Số 6 là Umaku Ikimasu là thuận lợi. Bảy là hosho là giấy bảo hành. Hosho là giấy bảo hành. Tám là Ryu Shoshu là quá đơn. Ryu Shoshu là quá đơn. Ryu Shoshu là quá đơn. Chín là Okurimono là tặng quà. Số 10 là Machigai đêm qua, điện thoại nhầm. Machigai đêm qua là điện thoại nhầm. Là Kiyanbu là trại. Kiyanbu là trại. 12 là Kakari là nhân viên. Kakari là nhân viên. Ajamarimasu là xin lỗi. Ai mắt là gặp. Jiko ni ai mắt là gặp tai nạn. Shinji mắt là tin trưởng. Yoshimasu là chuẩn bị.
kiyan seru simat, kiyan seru simat là hủy bỏ. Umaku imat là thuận lợi. Hoshu đi bảo hành. Ryu shusho là quá đơn. Okurimono là quà tặng. Machi ga đến qua đi thôi nhầm. Kiyan bu là tại. Kakari đến duyên. Mình xin kết thúc từ cuốn tiếng Nhật bài 45 là 41 cái đây ạ.